Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu Ở Mỹ. Mình là Thắng. Ngày hôm nay những cái cổ phiếu Tesla, DJT, Boeing và SMCI lao dốc rất là mạnh và kéo chứng khoán Mỹ thành màu đỏ. Tuy nhiên, cổ phiếu quan trọng nhất trong thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm nay á, thì nó vẫn tiếp tục tăng và tăng khá tốt, đó là Nvidia. Nhưng mà hiện giờ liệu cái cổ phiếu này đã quá đắt hay là không, và tại sao nó vẫn tiếp tục tăng trưởng ngày hôm nay? Nvidia những ngày qua nó cũng tăng trưởng tốt, nhờ vào nó là một trong những cái cổ phiếu tăng trưởng quan trọng nhất ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay, trong khi tất cả các cái cổ phiếu đều rớt thì cổ phiếu này nó lại tăng, bởi vì ngày hôm nay có một cái câu chuyện là một cái hàng đầu ngân hàng đầu tư Mitsubishi. Đây là một cái ngân hàng đầu tư mới. Ngân hàng đầu tư này ở Nhật thì nó rất là lớn rồi, nhưng mà gần đây thì nó đổ bộ vào Mỹ và nó bắt đầu cover những cái cổ phiếu rất là quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ. Những cái nhà phân tích của ngân hàng đầu tư này đã làm một cái bài phân tích rất là kỹ về Nvidia, và sau đó thì tăng cái giá cổ phiếu này. Người ta nghĩ là nó sẽ tăng lên được 165 đồng trên một cổ phiếu, và cái lý do quan trọng nhất là người ta tin rằng á, là cái nhu cầu về cả cái con chip AI này hiện tại thì tập trung 90% ở Mỹ, còn cái phần của thế giới thì còn khá là thấp. Nhưng mà trong 2025 thì người ta tin rằng cái nhu cầu của các con chip AI này từ các cái khách hàng ở trên toàn cầu nó bắt đầu tăng cao rất là nhiều, và Nvidia là cái công ty hưởng lợi từ cái chuyện này. Cái chuyện này thì mình nghĩ là cũng khá rõ ràng, bởi vì nước Mỹ và các cái công ty công nghệ ở Mỹ đang dẫn dắt cái trào lưu này, và Nvidia thì không đủ hàng để bán cho các cái khách hàng hiện giờ của nó ở Mỹ. Cho nên là những cái khách hàng thế giới và những cái khách hàng trên toàn cầu á thì chắc cũng phải đợi đến năm 2025 và 2026 thì nó mới bắt đầu có khả năng để đáp ứng cái nhu cầu của các cái khách hàng của nó ở trên toàn thế giới. Cho nên cái cổ phiếu này nó đã tăng. Tuy nhiên á, nhiều người thì cho rằng cái cổ phiếu này nó đã đáng khá là đắt đỏ ở những cái mức PE rất là cao. PE của Nvidia thì bây giờ có khi thì nó là 34, có khi thì nó đến cái tầng số 40 lần. Thì nhiều người hỏi á, là cái PE như thế nào thì nó mới là đắt, mà cái PE như thế nào nó mới là rẻ. Bởi vì trên channel của mình thì có nhiều khi mình cũng nhắc đến những cái chuyện PE như vậy, bởi mình nói cái PE này nó rất là cao. Ví dụ như Tesla thì PE hiện giờ là nó trên 100 là chắc chắn rồi. Mình nghĩ trước khi mà bầu cử á, thì nó cũng đã là 197 cho đến 103 rồi. Bây giờ nó đã tăng 42% trong năm ngày vừa qua, thì mình nghĩ bây giờ PE của nó chắc cũng đã gần là 140-150 rồi. Cho nên như vậy thì rất là đắt. Trong khi Arm chẳng hạn nó có PE là 75, nhưng mà đối với mình thì PE như vậy là vừa phải, chưa có đắt lắm mà cũng chưa có rẻ lắm. Còn Nvidia thì mình nghĩ PE như vậy là khá tốt, và có hơi rẻ nữa là đằng khác. Thì vì sao mà mình biết được là PE nào là rẻ và PE nào là đắt, mặc dù cái chỉ số này thì nó giống như nhau, tức là nó được tính giống như nhau ở cả cái công ty này, nhưng mà vì sao 70 mấy thì được xem là khá rẻ, trong cái ví dụ như là Intel chẳng hạn PE của nó chắc chỉ khoảng là 10 thôi, thì là mình hoặc là 12 thôi, thì mình lại cảm thấy khá là đắt cho Intel. Cho nên đó, nếu mà các bạn cũng có những cái thắc mắc như vậy thì ngày hôm nay rất là nhiều bạn trong nhóm hội viên Kim Cương thắc mắc như thế, cho nên mình mới làm thêm một cái bài học nữa, bài 46 trong cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu, để mình giải thích làm sao để việc PE của một cái cổ phiếu thì đáng cao hay là thấp, và đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn thì phải chọn các cái công ty có những cái chỉ số PE như thế nào là phù hợp nhất. Thì các bạn thấy đây là cái khóa học đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn cho những người mới bắt đầu, và cái khóa học này thì mình bây giờ đã làm tới bài 46. Hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Nếu mà thích thì cho mình một like. Nếu các bạn có câu hỏi gì khác hoặc là những cái chia sẻ gì thì việc một comment giúp cho mình. Nếu các bạn theo dõi channel của mình một thời gian rồi và đã có được những lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế từ channel của mình, thì hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên kim cương của mình để có nhiều hơn nữa những lợi ích kinh tế mà mình dành độc quyền cho các bạn hội viên kim cương, và đó cũng là một cách mà các bạn có thể ủng hộ channel của mình thêm một chút. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bài phân tích tiếp theo. Bye bye.